Thầy Park lo cầu thủ hai đội bốc hỏa, Paul kinh thức suốt 20 tiếng. Paul kinh nói rằng ông đã mất ngủ và làm việc đến 20 tiếng để tìm ra đấu pháp trị đội tuyển Việt Nam. Dù nắm thế thượng phong sau chiến thắng 2-0 ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki nhưng Thái Lan quyết tâm không để Việt Nam lật ngược thế cờ tại đại chiến. Diễn ra lúc 19:30 tối nay, ngày 26 tháng 12. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Polkin, đấu pháp mà Thái Lan dùng để chế ngự tuyển Việt Nam ở hiệp 2 của trận lượt đi sẽ không được vận dụng trong cuộc chạm trán tối nay. Chúng tôi biết Việt Nam đã mất hai trong số 4 trung vệ tốt nhất, vì vậy có thể họ sẽ đẩy hậu vệ cánh dân cao hơn hoặc sẽ có các yếu tố khác. Về phần mình, chúng tôi cũng cần phải xem xét điểm mạnh và chắc chắn rằng Thái Lan sẽ không chơi giống như cách chúng tôi đã thực hiện ở hiệp 2 trận lượt đi. Tôi không hài lòng với thế trận mình đã quyết định ở hiệp 2. Điều đó khiến Thái Lan bị ép sân nhiều hơn, đối mặt với nhiều rủi ro và rất mạo hiểm trước sức tấn công của Việt Nam. Quang Kinh nói đùa rằng ông đã làm việc suốt đêm để dự tính xem Việt Nam sẽ chơi như thế nào. Và làm thế nào để Thái Lan có thể vô hiệu hóa mối đe dọa từ các chiến binh sao vàng? Huấn luyện viên 45 tuổi nói, tôi không thể ngủ được và tôi đã làm việc suốt 20 giờ để phân tích tất cả những kịch bản có thể xảy ra. Điều quan trọng nhất là Thái Lan đang dẫn trước 2-0 và đó là một tỷ số không an toàn. Nếu tuyển Việt Nam ghi được bàn thắng, họ sẽ lấy lại sự tự tin. Chúng tôi phải tập trung trong suốt trận đấu và không để thủng lưới bàn nào. Chanathip đã giúp nâng tầm trận đấu của Thái Lan kể từ khi anh ấy có mặt. Tâm ảnh hưởng của anh ấy là rất lớn trong trận bán kết lượt đi và tôi hy vọng một màn trình diễn tương tự của Chanathip ở trận lượt về. Đối với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đang tỏ rõ quyết tâm và tuyên bố trận đấu sẽ như một cuộc chiến, đó sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Giống như một cuộc chiến nhưng là một cuộc chiến hay và hấp dẫn, không dễ dàng cho Việt Nam ở trận đấu lượt về. Chúng tôi phải nỗ lực hết mình nhưng không cần quá nóng vội, gây ảnh hưởng đến cuộc diện. Dự cảm những tình huống đột xuất nhất có thể xảy ra giữa hai đại kinh địch. Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng kêu gọi trọng tài cố gắng kiềm chế những cái đầu có thể bốc hỏa của cầu thủ hai đội.